toàn ban tổ chức có anh Nguyễn Khắc Giàng, nghiêm giá phường Việt Hùng, Quế Võ. Anh Giàng trước đây công tác tại biên phòng Lạng Sơn, có phần quà gửi đến đội biên phòng là 1 triệu đồng. Xin mời đội trưởng đội biên phòng về bàn ban tổ chức nhận phần quà của anh Nguyễn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh của Thái Bựng Bóng Chuyền Nội Lan và đang chuẩn bị được theo dõi trận bán kết này. Vâng, hai cá khổng lồ. Một lần nữa, tay là biên phòng và thi công tất cả. Chúc anh là trận bán kết hai đội một năm mới an khang và được coi như là một trận chung kết sớm của giải đấu. Anh chị em cùng theo dõi các vận động viên đang khởi động lưới để chuẩn bị vào thi đấu trận bán kết 2 này. Như vậy là trận bán kết 1 thì câu lạc bộ Hà Nội đã xuất sắc giành chiến thắng trước cảnh sát cơ động K20 2-0 để bước vào để giành vé tấm vé đầu tiên vào để chơi trận chung kết. Trận bán kết hai này biên phòng hay thể công sẽ là đội tiếp theo vào chơi trận chung kết giải bóng chuyền 2 ngày 25. Em xin trân trọng cảm ơn anh. Bình luận quý vị khán giả có nhu cầu mua điện máy thì đến đánh giá xem dự đoán xem đội nào sẽ là đội tiếp theo khi lên mình vào chơi trận chung kết. Vâng, và đang được soi màn khởi động cực kỳ mãn nhãn của các tuyển quốc gia. Ngồi trong đấy tối lắm. Anh không biết là chắc là không tranh giải ba đâu em ơi. Muộn rồi mà. Vâng, một lần nữa ban tổ chức cùng toàn thể nhân dân xin cảm ơn đến anh chị Tăng Cường dọc đám cưới đã tài trợ bàn ghế và dọc cho ban tổ chức phục vụ cho lễ hội. Quý vị khán giả nào có nhu cầu thuê loa đài dọc hát thì vui lòng liên hệ anh Tăng Cường tại khu phố Lý Thường. Vâng, giá cả rất chi là rẻ và phục vụ tận tình chu đáo. Xin chân trọng cảm ơn. Đối chuyện của tuyển quốc gia Việt Nam rồi Nguyễn Văn Quốc Duy. Vâng, ban tổ chức xin mời Hưng Eri vào trong chùa các vận động viên cần gặp. Xin mời Hưng Eri. Bóng này ghê quá anh em ạ. Đứng đây để chắn bóng. Vừa rồi là Thanh Tùng. Vâng, ban tổ chức vừa nhận được cao 2m01. Xin nắm hồi là giải nhất hiện nay đã lên trận đấu chuẩn bị thi đấu rồi. Anh chị đang dành một chút thời gian để chia sẻ livestream giúp Thái Bự được không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người. Và hôm nay mình cũng live trên cả hai nền tảng, đó là Facebook và YouTube. Chị em cũng có thể là lướt qua YouTube để có thể cho Thái Bự xin một tim, một chia sẻ và như là một đăng ký kênh để ủng hộ Thái Bự. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, giải nhất hiện tại lên 81 triệu. Và như vậy là 86.400.000 rồi. Vâng, và chắc chắn từ giờ đến lúc chung kết thì giải thưởng vẫn sẽ tăng thêm. Đúng rồi, Long Quan ơi. Nhưng mình cũng đánh giá là đội của Ngọc Thuần sẽ là đội giành chiến thắng. Hiện nay xin mời hai đội làm thủ tục chào khán giả, chào ban tổ chức và bắt tay nhau để chuẩn bị thi đấu trận bán kết hai. Vâng, ban tổ chức vừa nhận theo được một tin nữa, nếu như đội thể công thắng trong trận đấu này sẽ giành được 500 nghìn đồng của một vị khán giả giấu tên. Đội trẻ công cố lên, xem chỉ cần thắng set này đạt được 500 nghìn đồng. Một khán giả giấu tên, giấu tên. Giả ban hay giả ban không có máy thế mà ban cũng được. Vâng, xin giới thiệu với đến quý vị khán giả, đội bóng mang trang phục áo đỏ quần đen là đội thể công Tân Cảng. Xin quý vị cho thể công Tân Cảng một tràng vỗ tay cổ vũ đến thể công Tân Cảng. Đội bóng mang trang phục áo trắng
con đen đứng phía bên tay trái của trọng tài là đội bóng của tôi này biên phòng. Xin quý vị cho biên phòng một tràng vỗ tay. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Văn Đoàn, trọng tài 1. Biên phòng sẽ gần màn ảnh quý vị và bên kia lưới Minh Điền, áo đỏ là đội của Thủy Bắc. Ban tổ chức lại nhận thêm một tiếng cùi lứa. Nếu thành công thắng trong trận đấu này sẽ nhận phần thưởng là 1 triệu đồng của một khán giả đúng tên trong trận đấu này. Chỉ cần thắng trận đấu này và rất nhiều cổ động viên đang ủng hộ cho đội Thủy Công. Vì trận đấu này Thủy Công được đánh giá là yếu hơn Biên phòng. Công ty Minh Khang vừa có thông báo với ban tổ chức, nếu như đội biên phòng thắng trận đấu này sẽ có phần thưởng 2 triệu đồng của công ty Minh Khang. Chào mọi người, mọi người cùng xin mời các cầu thủ thành công. Cảm ơn tất cả mọi người. Về mặt ban tổ chức, để chúng tôi kiểm tra số lại một lần nữa. Vị trí số 1, 14, 9, 11, 5, 10, 1. Xin mời đội biên phòng quay lưng về mặt ban tổ chức để chúng tôi kiểm tra lại số áo một lần nữa. Vị trí số 1, 1, 17, 6, 3 và 8. Vâng. Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng, mọi việc đã chỉnh chu. Trận bán kết đây chuẩn bị được bắt đầu. Xin quý vị khán giả dùng một tràng vỗ tay cho trận bán kết đây này. Bắt đầu rồi. Vâng, đội câu lạc bộ Trải Công bên phía Thể Công sẽ giành thi đấu với câu lạc bộ Biên Phòng vừa nhà nước khi vô địch cúp Hoa Lương trở về. Một hơi rung như vậy là đánh bóng ra ngoài của Văn Hiệp, ra ngoài của Văn Hiệp. Riêng cho Thể Công một Biên Phòng thì video đó là anh Tuấn, chuyền hai Đinh Văn Duy, trụ cột đó là Ngọc Thuân, Văn Hiệp, Minh Đức, Trương Thế Khải. Ngọc Tuấn bỏ nhỏ, giữ được. Vâng, đánh bóng ngay từ bước hai của Nguyễn Văn Quốc Duy. Như vậy là 2-0 cho Thể Công. Hai không rồi. Vâng, và đội hình chính ra sân bên phía của Thể Công đó là chủ công Kitty Thát của Thái Lan. Ngọc Tuấn, Đào Minh Hùng. Điểm bóng trong sân rồi. Điều cho biết vào 1, 2 Phạm Mạnh Tài. Vâng, một trận đấu diễn ra có thể nói là một trận bán kết sớm, một trận siêu kinh điển. Chuyền 2 vẫn là chuyền 2 diễn ra Đức. Một cô máy ghi bàn Ngọc Thuân được ví như tên lửa siêu thanh của ta, đơn giản là không thể ngăn cản. Sẽ bóng tấn công là Ngọc Thuân, có bóng lỏng tay rồi. Quốc Duy, Quốc Duy, vậy là 2-0 cho Biên Phòng. 2-0. Đi luôn đi. Vòng tương sẽ bóng rất lên được. Có điểm cho Biên Phòng. Điểm cho Biên Phòng 3-2. 3-2 rồi. Ngọc Thuân xem bóng rất uy lực. Rất lưới của Ngọc Thuân. Bóng không qua lưới. Đội về điểm cho Biên Phòng. Đội về điểm cho Thể Công. Tất cả 3 đều. Vậy thì số hiện tại đang là 3 đều cho Thể Công. Người phát bóng cho Thể Công đó là Hà Minh Hùng. Em đi. Vâng, bước 1 gãy của Ngọc Thuân rồi. Thể Công phát bóng tốt. Điểm cho Thể Công 4-3. 4-3 cho Thể Công. Mình xem vòng xem Hà Minh Hùng xem bóng tấn công ở giải Hoa Lư thì bóng sẽ có xu hướng xoáy vào bên phía tay trái. Hà Minh Hùng vừa căng vừa xoáy. Đó là câu trả lời của Trương Thế Hải. Xin mời cầu thủ số 9 vào bàn ban tổ chức nhận thưởng. Vâng, một phần quà của ông bà Long Liễu và bình sữa Thỏ Kít gửi đến em, chúc em thi đấu hay hơn nữa, thể hiện những pha bóng đẹp hơn nữa. Xin cảm ơn.
Bên phòng có đội. Tỷ số hiện tại đang là 4-0 rồi, ai đây? Một pha chuyền ai không hiểu ý nào. Điểm cho bên phòng 5-4. Chuyền bóng không hiểu ý của cầu thủ bên phía thì không. Điểm cho bên phòng 5-4. 5 điểm. Trận này mình xứng đáng xem anh em ạ. Vâng, chúng tôi đang chờ đợi một quả bóng nguyên tử được dán trong sân vận động này của cầu thủ tiếp theo đến từ Thái Lan. Được, chưa thể có được. Vâng, ai đây? Ngọc Thuần bóng sang hiện rồi. Phản công cho thì không. Ai đây? Đó là Nguyễn Phương Hoàng. Vâng, như vậy là bàn chặn thành công, đó là Trần Duy Tuyến. Vâng, 6-4. 6-4 cho bên phòng. Quốc Duy. Vâng, một pha đánh bóng rất đẹp mắt, rất uy lực của Quốc Duy. Cái cổ tay rất dẻo, rất thần tốc. Điểm cho biên phòng 5-6. Vâng, xem Quốc Duy tập bóng cảm giác không có độ ngoài. Bạn ơi, bạn xem loa của bạn xem có làm sao không nhá. Xem máy ở ngoài bạn có tiếng ấy. Điểm cho thẻ công 6 đâu. Vâng, bắt bóng không thành công. Điểm cho thẻ công 7-6. Nhưng mà chỉnh lại cái máy nhé. Vâng, thẻ công chú ý. Anh em xem live của mình một tiếng. Trận đấu này có một mạnh thường quân số đây, đây. Văn Hiệp. Cầm chắn tốt là của Phạm Mạnh Tài và Kitty Thát. Điểm số bây giờ là 9-6 rồi. Số mọi người như 8-6. Vâng, bên phòng chú ý 8-6 cho thể công. Trận đấu này thì sẽ được cộng thêm Minh Khang tài trợ 2 triệu đồng. Bên phòng cố lên, thể công cố lên. Chưa chung kết đâu. Vâng, kính thưa quý vị, chưa chung kết đâu mọi người ơi. Và chúng đây mới là bán kết 2 thôi. Sau trận này mới là chung kết. Thường năm nay đây là quý vị khán giả là trận chung kết sớm anh em. Đây nhiệt tình cho các tuyển thủ của chúng ta, để các tuyển thủ của chúng ta thể hiện những pha bóng thật sự đẳng cấp, thật sự hay để gửi đến quý vị khán giả. Bước một đẹp rồi. Và hai là Duy Tuyến chưa thể thành công. Vừa rồi thì đó là Phạm Anh Tài. Tài đã bám chắn rất sát đối với Duy Tuyến trong pha bóng vừa rồi. 9-6 cho thể công rồi. Ôi, chào Thành ngủ nhá. Ở sân đến không còn chỗ rồi em ạ. Vâng, bước một lại về của Đồng Tuân rồi. Gì đang xảy ra với biên phòng vậy? Điểm cho thể công. Anh em xem khán giả này ngồi dài lắm, cách đây một cây cơ. Trận đấu rồi. Duy Tuyến vẫn chưa thành công. Ai đây? Văn Hiệp. Vâng, Văn Hiệp thành công. Văn Hiệp một quả bóng được gửi xuống sân vận động của tôi. Xin mời Văn Hiệp trở về bàn ban tổ chức để nhận phần thưởng từ ông bà Long Liễu và xuất bìm sữa Thỏ Kít. Vâng, ông bà Long Liễu và bìm sữa Thỏ Kít có quà gửi đến em. Chúc em và toàn đội thi đấu thật là thành công. Xin cảm ơn. Nhiều khán giả ra vào quá anh em ạ. Và đây đang là xét đấu đầu tiên của trận bán kết 2 anh em nhé. Số hiện tại đang là 7-10. Bên phòng phát bóng. Vâng, xét bóng không qua lưới của Phạm Văn Hiệp. Phát bóng không qua lưới của Văn Hiệp. Đội về điểm cho thẻ công 11-7. 11-7 rồi. 4 điểm. Chúng ta sẽ được chứng kiến một pha xem bóng tấn công của Văn Quốc Duy.
uy lực. Đình Văn Duy chuyển vai đây. Rồi. Vâng. Và quay đẳng cấp của Minh Đức. Điểm cho bên bóng 8-11. Xin mời Minh Đức trở về bàn ban tổ chức để nhận thưởng nóng. Vâng, một nét đẹp của lễ hội là một nét đẹp của giải lễ hội đó là có thưởng nóng. Đây là ông bà Long Liễu và shop thỏa kít bìm sữa gửi đến em. Xin chúc em và bạn đội thi đấu thật tốt. Xin cảm ơn. Uống nước đi. Dành một chút thời gian để chia sẻ live stream với Thái Vượng. Trận đấu tiếp tục. Bên phòng phát bóng. Đấy mà cứ động vào đây. Tập trung. Anh lắm chuyện rồi đấy anh Lý. Ôi, Kitiak. Vâng, Kitiak đã ghi điểm. Xin mời Kitiak trở về bàn ban tổ chức để nhận thưởng nóng. Anh chị Đức Huy thưởng. Và như vậy là cứ nhận thưởng là hiểu tiếng Việt ngay anh em ạ. Nóng 200.000 đồng, xin cảm ơn vận động viên. Nói chuyện thì không hiểu đâu nhưng mà thưởng cái là hiểu tiếng Việt ngay. Có tiền ngay là hiểu tiếng Việt ngay anh em ạ. Xin cảm ơn. Nói vui vậy thôi nha anh em nha, không lại bảo đội viên Tào Lam. Cháu nó không đánh 3-4 đâu anh ơi. Anh Hải nha cháu. Vâng, chúng tôi xin thông báo nhận thêm một tin vui của rồi, Hà Nội nha. Hà Nội nha. Tài trợ 200.000 đồng cho quả bánh ba. Và hiện nay giá trị quả bánh ba là 2.200.000 đồng. Bao nhiêu rồi kia? 12. Tỷ số hiện tại đang là 10-12 rồi. Bên phía thể công đã phải hội ý rồi. Và kính thưa quý vị khán giả, ban tổ chức chúng tôi, nhân dân miền Trung chúng tôi cầu thủ về nữa hay không, đó là phần lớn nhờ vào công cổ vũ của quý vị khán giả ngày hôm nay. Vì vậy hy vọng rằng quý vị khán giả hãy ủng hộ nhiều lắm mà thật lớn để cho các cầu thủ chúng ta thi đấu những pha bóng hay những lượt. Đây là mới một vế thôi anh em ạ. Lát mình sẽ nhưng quý vị khán giả nào quay phát tắt giúp chúng tôi cái đèn flash đi. Một chị áo đỏ khán này quay phim xin mời tắt hộp đèn flash đi ạ. Một pha đánh bóng uy lực của 13-10 thể công. Điểm cho thể công 13-10. Còn ông bà Long Liễu vào rồi, những pha đánh bóng đẹp mắt mà khán giả vỗ tay nhiều là sẽ có thưởng. Thế vậy mà quý vị khán giả hãy vỗ tay thật to để cho những pha bóng đẹp. Một tốt rồi, ai đây? Đó là Ngọc Vân. Rồi, Đinh Văn Duy. Vâng, đó là chuyện hay đấy anh em ạ. Văn đẹp, vẫn chưa quá điểm. Như vậy là quá điểm rồi. 11-13 cho biên phòng. Anh chị em xem pha bóng của Đinh Văn Duy. Đôi ba điểm cho biên phòng 11-13. Bước một đẹp rồi. Vâng, Hà Mạnh Hùng. Vâng, bám chắn đi ra ngoài. 14-11. 11-11. Hút đi. Đông người hút ghê rồi. Ngọc Thuân. Vâng, này là tay chân Hà Mạnh Hùng đi ra ngoài. Điểm cho biết vào 12-14. Bên kia, bên biên phòng thì có tên lửa Sương Thanh. Còn bên thể công thì có tên lửa đạn đạo Quốc Duy. Hôm qua là bóng rất hay của Quốc Duy. Vừa nói đến Quốc Duy trả lời ngay. Điểm cho thể công 15-12. Không qua lưới của Hà Mạnh Hùng. Không qua lưới. Rồi.
đôi quan điểm cho biên phòng 13-15. 13-15 rồi. Tranh 2 điểm với nhau. Sẽ bóng cho biên phòng đó là Tân Bình Trương Thế Khải. Và một pha sẽ bóng bay an toàn. Đây, đó là một quả. Quả bóng rất là tốt của Thành Tôi. Một quả bóng tiêu bóng vừa rồi được giải xuống sân vận động của chúng tôi. Xin mời cầu thủ đập pha bóng vừa rồi. Đấy mà không thưởng thì thưởng pha bóng nào đó. Đập bóng rất nặng, rất sức mạnh. Vâng. Ông bà Long Liễu và Kim Sữa Thỏ Kít dành tặng thế này. Chúc anh và đoàn đội thi đấu thật tốt. Xin cảm ơn. Một pha tạt bóng rất là bóng. Nghe vô dung dung. Bước một đẹp rồi. Chưa thể ghi điểm. Vẫn còn. Phản công cho biên phòng ngay đây. Ngọc Quân ba. Vâng, phải vì rất dễ này vào camera. Vâng, một quả thương nghiệp của Hồng Thuận. Đơn giản là không thể điểm cho biên phòng 14-16. Đang còn nhận con nuôi không anh em ạ? Thôi đỉnh làm thấy mở đâu. Hôm qua gặp bà Hoàng mà chưa biết được. Chưa thể ghi điểm. Thôi Ngọc Duy. Làm vừa hỏi có Ngọc Quân không nhá. Đấy, Ngọc Quân vừa đánh quả 3-3 đấy nhá. Chúng tôi vừa nhận thêm người là 15-16 cho biên phòng rồi. Cầu lông Quang Thái Sport, bạn Anh Linh rồi trả phúc vô lên thường tài trợ giải nhất 500.000 đồng. Thay mặt nhân dân và lãnh đạo bước một vẫn lên rồi. Ai đây? Xin cảm ơn Tít Hát và đánh bóng Quang Thái Sport đã tài trợ cho giải đấu chúng tôi. Chúc Quang Thái Sport ngày một phát triển, ngày một đông khách. Chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Một năm mới an khang thịnh vượng, xin cảm ơn. Thì số hiện tại đang là 17-15 rồi. Tặng nghiêng về phía công. Một pha phát bóng thương hiệu của Quốc Duy. Nó tung tới đây đấy anh ạ. Cái tay của Phạm Mạnh Tài rồi. Sáng nhiều quá đấy. Chúng tôi lại nhận thêm được một tin vui. Anh Thao, bạn Anh Đức, trường Ban Tổ Tung tài trợ cho quả vạch ba 500.000 đồng. Và tổng quả vạch ba hiện nay lên 2.700.000 đồng. Nghĩa thằng Hàn bóng bóng lỏng tay chưa được rồi. Ai đây? Ngọc Quân. Và một pha có điểm của biên phòng rồi. Một pha mất bóng đến từ biên phòng. Số tại đã là 17-18 rồi. Vậy là thể công đã phải xin phép hội ý rồi. Đã hết thời gian hội ý, xin mời các đội bóng sẽ tiếp tục thi đấu. Con chưa được quả là thương hiệu. Như vậy tỷ số hiện tại đang là 17 đây rồi. Vẫn là Minh Đức. Trận đấu tiếp tục. Biên phòng đây, Quốc Duy và hai hàng sau. Cho biên phòng 18-17. Và một quả 2-2 hàng sau vừa rồi chuyển hai hơi thấp. Cải ra cao một chút nữa thì nhỉ. Các cầu thủ lưu ý chỉ đánh trước Nguyên Đức mà thôi. Ai đây? Chúng ta một chân sau đầu. Có điểm cho thể công 18
tổ chức xin thông báo một số ô bán hàng ở khu vực khán đài D xin vui lòng hạ xuống để phục vụ cho các khán giả xem hội. Vâng, xin chân trọng cảm ơn. Không ảnh hưởng gì đâu, chúng ta xa mà. Rồi, phản công. Người ta quay mặt
Cho bán giải đi em. Bác kiểm tra lại mạng của bác nhé. Mọi người vẫn đang xem ok mà. Khán giả giấu tên vừa rồi có nói là kẻ công thắng thì sẽ thưởng nóng 1 triệu, nhưng kẻ công không thắng thì anh gửi lại 200.000. Chưa mời đội trưởng đội thể công về nhận thưởng của một vị khán giả giấu tên của vị mạng thường quân. Người này bảo may quá, nó không thắng lại mất 1 triệu. Ok anh em ơi, đằng sau này còn đông lắm. Từng này khán giả mà mỗi người cho tôi 100 người là giàu lắm anh em ạ. Đây đang là trận bán kết 2 nhá. Trận bán kết 2 thì Đức Phòng đang thắng 1C nhá. Hôm nay các vận động viên chúng tôi đang chuẩn bị đánh trận 2 rồi. Quả bom siêu ạ, để phục vụ đến quý vị khán giả. Vâng, ngày mai khả năng chúng tôi phải đi làm lại sân vì khả năng là bom. Như vậy là trận đấu thứ hai của trận bán kết 2 cũng đã được bắt đầu rồi. Ai đây? Hà Mạnh Hùng. Vâng, tốt của Hà Mạnh Hùng. Điểm cho Thể Công. Tâm đi làm chứ ơi. Không. Em đi làm. Vâng, Thể Công nổi tiếng với những pha chiến thuật. 1-0 cho Thể Công. Ôi, một pha đánh bóng lỏng tay của Trương Thế Khải. Điểm cho Biên Phòng. 1-0. Kinh điển luôn anh em ạ, khán giả đông nhất giải bóng chuyền của thị xã Quế Võ từ trước đến nay. Vâng, xin mời các quý vị khán giả giúp ban tổ chức gọi vào một chút xe này để vui ra xem 10.000 để kiếm ăn. Tôi thử đây 2 hôm bật 20 rồi đấy. Vâng, ngoài sân Ngọc Thuận bắt đầu ăn nhầm. Xin mời Ngọc Thuận và bàn ban tổ chức. Vâng, như đã nói, ông bà Long Hiếu cùng xóm bình thịt viết bình sữa thủy khỏ kích gửi đến em. Và anh Thao cũng cố với lại gửi đến em. Chúc em là người chị em thật tốt. Chưa chung kết đâu mọi người ơi, đây đang là bán kết 2 rồi. Sau trận bán kết 2 này nếu mà không đánh trên giải 3 thì sẽ là trận chung kết luôn. Hiện tại bây giờ đang là trận đấu tiếp tục. Ngọc Tuân sơ biến 4:15. Lần này Ngọc Tuân sẽ bóng ra ngoài rồi. Đội Biên Phòng thắng 22-20 nhá. Xin lỗi đánh tầm thế thì có khi không tranh giải 3 đâu anh em ạ. Bởi vì cũng tầm 4:30 rồi, 5 giờ kém mới đánh xong sáng này. Tầm 5 giờ đánh vẫn vâng, chưa thể thực hiện quả xong à. Kết tí thát. Hàng chắn của Biên Phòng rất kín, vững chắc như bàn thạch. Rất khó để siêu thủ. Kết tí thát mặt hơi nhăn. Biên Phòng 3, 2. Bắt bóng điểm rồi. Và đã có điểm cho Thể Công. Trọng tài xác định đánh bóng lỗi kỹ thuật. Điểm cho Biên Phòng 4-2. Và hồi sáng thì Phạm Mạnh Tài cũng bị bắt một pha bóng như thế này rồi. Hơi dính anh em ạ. Bán kết 1 thì Hà Nội thắng nhé mọi người. Hà Nội thắng 2-0 trước K20, cơ động K20. Vẫn còn lỗi bước 1 của Thể Công rồi. Vâng, như vậy là có sự gợi ý của anh Hoàng Phương rồi. Thái Lan đau gối à? Không, mình cũng chưa hỏi không biết có đau không. Em chưa. Vâng, chúng tôi vừa nhận thêm được ngoài vấn đề trong sân này. Đó là đội Biên Phòng mà chiến thắng trong trận đấu này sẽ có phần thưởng 1 triệu đồng của người hâm mộ.
mà còn là một thế nào xếp đầu biên phòng thắng em ơi, tuyển làm ra để nằm vào đây. Tiếp tục là một pha một lỗi nữa của điểm tiếp tục được ghi cho biên phòng 7-2. Anh em nhé, đợi mình 30 giây mình lấy mạng nhé. Trở về đã được thể hiện này. Vâng, rất tiếc không qua lưới. Điểm cho thể công 3-8. Thể công cố lên. Tại sân vận động này, lịch sử đã chỉ ra là rất nhiều trận bóng lộn ngược dòng. Tỷ lệ lộn ngược dòng là rất cao nên thể công cố lên. Hoa Hồng 1-1. Văn Hiệp đọc bóng không lấy cầu. Kitty trận bóng rất hay. Điểm cho thể công 4-8. 4-8 rồi. Xem đường mạng đã ok chưa? Mình vừa chuyển sang wifi. Trời ơi, ngày hôm nay hơi đau quá. Linh sử đã mạng nó không đủ lại anh em ạ. Rất nhiều trận đấu lộn ngược dòng đã diễn ra tại đây. Bóng quê lực của mình đứng rồi. Đó là Quốc Duy. Rồi, phản công. Vâng, rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho thể công. Tiếp cho biên phòng 9-4. Có một trận lộn ngược dòng hay không? Liệu có một đêm Istanbul mùa vàng tại sân vận động này hay không? Đã có điểm. Đó là Phạm Anh Tài. Rồi điểm 5-9 cho thể công. 5-9. Thể công cố lên. Và xin quý vị khán giả cổ vũ cho thể công một tràng vỗ tay thật lớn vừa qua. Cổ vũ cho thể công. Anh em có thể xem một lúc nữa xem nhé. Thể công cố lên. Nếu mà lá cái bình xuống lại mình chỉnh lại mạng luôn. Sẽ có công qua lưới của Kinh Kinh Thắng. Tuyển thủ quay binh của thể công đã phát bóng không thành công. Tiền trên biên phòng. Lại có tiền thưởng nữa rồi. Hoàn lá không anh em ơi? Đó, đợi vào bóng này nó hội ý thì mình sẽ quay ra chỉnh lại mạng cho anh em nhé. Vài giây thôi. Rồi, Long Quân. Lại là trên trận. Trên trận của thể công anh em ạ. 11 năm rồi. Vâng, ban tổ chức xin thông báo với đội biên phòng vừa ban tổ chức lại thêm một nhà tài trợ nữa là cửa hàng Do Trả Quyền Nữ. Tài trợ cho đội biên phòng nếu thắng xét đấu này là 1 triệu đồng. Tổng đội biên phòng nhận được sẽ là 2 triệu đồng nếu như thắng xét đấu này. Rất cao của phần như vậy. Bên phía điểm cho biên phòng 12-5. Sẽ thay đổi người rồi. Thể công hội ý chưa mạng kém. Chào mọi người nhé, mình sẽ quay lại sau vài giây nữa thôi. Giờ chỉnh lại mạng. Biên phòng an chắn của biên phòng hiện nay có thể nói là tốt nhất của Việt Nam hiện nay, được mệnh danh là phòng thép của Israel. Vâng. Bọn này là
là nhất rồi. Và một quả chiến thuật rất hay. Điểm cho Hải Công 6-10. Lấy lối nhiều có một quá. Trận đấu tiếp tục. Phải không phát bóng. Ngọc Tuấn. Đây là tiếng quả bóng vừa rồi. Trước đó thì bạch ba. Nếu tôi không chẳng được. Đây chỉ cày bạch ba thôi. Giá trị quả bạch ba hiện nay đang là 3 triệu đồng. Trong khi đó gồm có ông bà Long Liếu và sốt bìm sữa Thỏ Kít 500.000 đồng, anh chị Bất Thùy 500.000 đồng, công ty Minh Khang 500.000 đồng, anh Quyền Nữ 500.000 đồng, sốt áo điều hòa khu phố Do Nha 200.000 đồng và nhà thuốc gia truyền Ngọc Hạ 300.000 đồng. Tổng giá trị quả bài ba hiện nay là 3 triệu đồng. Các cầu thủ lưu ý. Anh Thao, bạn anh Đức 500.000 đồng. Và tổng quả bài ba là 3 triệu đồng. Người này cứ thả rồi bắt đầu là lấy bài ba. Trận đấu tiếp tục. Thành công phát bóng. Sơ đăng cải ghi điểm. Vâng, có điểm cho Thể Công. Điểm cho Thể Công 9-19. Đi cày lấy 13 nhau thử đi. Làm cho biên phòng 29. Xin mời vận động viên vừa thực hiện pha bóng vừa rồi về bàn ban tổ chức để nhận thưởng nóng của ông bà Long Hiếu và sốt bìm sữa Thỏ Kít. Vâng, sốt bìm sữa Thỏ Kít ông bà Long Hiếu gửi đến em 200.000. Anh Thao khu phố Ngư Đại gửi đến em 200.000. Chúc em và toàn đội thi đấu thật tốt. Xin cảm ơn. Trận đấu tiếp tục. Mấy lần anh đẹp bóng với nhau sáng giờ bao lần. Và một pha đánh bóng hỏng tay ghi điểm. Rồi 3 điểm cho Thể Công 10-20. Và sẽ bóng tấn công của Hà Mạnh Hùng. Hà Mạnh Hùng một bóng của Tuấn. Không còn cơ hội cho Thể Công. Kết thúc trận bán kết hai, đội Biên Phòng giành phần thắng cho đội Thể Công với tỷ số 2-0. Như vậy là anh chị em chỉ đợi một chút nữa thôi. Đội Hà Nội đã vào sân để khởi động rồi. Em sẽ nán lại để chuẩn bị đi theo dõi trận chung kết giữa trận chung kết trong giờ giữa câu lạc bộ Hà Nội và Biên Phòng. Gửi đến 1 triệu đồng, xin gửi đến đội Biên Phòng 2 triệu. Xin cảm ơn. Chúc đội Biên Phòng thi đấu thành công và biểu diễn cho khán giả nhiều pha bóng hay. Xin chào tất cả mọi người nha, mình sẽ xuống live đây. Xuống live để live lại từ đầu cho anh chị em cùng theo dõi nhá. Với tất cả mọi người nán lại 30 giây nhá. Mình sẽ lên live lại anh em cả trên YouTube cũng như trên Facebook nhá. Chào mọi người. Chào mọi người.